Tiếp tục hành trình theo chân Bác, nhà báo Nông Quốc Toản dẫn chúng tôi về nơi núi rừng Bác Bó. Từ cột mốc 108, Bác Hồ xuống bản Bác Bó, sinh sống và làm việc tại đây, nhà ông Lý Quốc Súng. Cảnh cũ không còn, nhưng câu chuyện về những ngày kham khổ, cháo bẹ rau măng trong gia đình người Việt gốc Hoa vẫn luôn được nhắc tới. Đúng một tuần sau, để đảm bảo bí mật, an toàn cho bản thân và cho gia đình yêu nước, Bác Hồ đã quyết định rời đến hang Cốc Bó, một căn cứ treo leo hiểm trở vùng núi rừng Bác Bó. Hang đây là hang trên đỉnh núi đá vôi, nằm bên trong quá trình hình thành nó rất ẩm ướt. Và tưởng tượng rằng những năm 40 của thế kỷ trước, Bác Hồ sinh sống tại đây, người đã phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ. Với các đồng chí của mình, khi Bác Hồ chuyển từ nhà ông Súng sang lòng hang Cốc Bó này để hoạt động đấy ạ. Trong hang này không có vật dụng gì để sinh hoạt cả, mà nhà ông Súng thì lại rất là nghèo. Nhưng ông cũng cố gắng cho Bác Hồ mượn 4 tấm ván với độ dày ngắn khác nhau lấy về đây để kê một bộ phản làm giường nằm ngủ. Và bộ phản của Bác được kê là ngay tại vị trí này, và một tấm khoác sách để các đồng chí cùng nhìn nằm. Tháng 8 năm 1998, John Kennedy, con trai của cố tổng thống Mỹ Kennedy, lúc ấy phụ trách tờ báo George ở Washington, tới thăm Bác Bó đã sững sờ thốt lên cảm xúc của mình. Tôi thật không thể hiểu được tại sao trong một cái hang nhỏ hẹp, ẩm thấp như vậy mà ông Hồ Chí Minh có thể nghĩ ra cả một kế hoạch lâu dài để giành lại đất nước. Lãnh tụ của cuộc cách mạng cứu nước cứu dân là người như vậy. Trong muôn vàn khó khăn và thiếu thốn, người đã đương đầu một cách bình thản, dễ dàng vượt mọi chông gai chỉ bởi một mục tiêu ở phía trước: giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Và ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Bác cũng là tấm gương sáng để cán bộ của mình, đồng bào chiến sĩ mình học tập và noi theo. Hồ Chí Minh là một người kiên trì cách mạng, là một người kiên trì vượt qua thử thách trong mọi khó khăn. Nhưng cái điều mà cái sức lan tỏa của Hồ Chí Minh mà không qua người đã trở thành một biểu tượng để cả dân tộc phải nói theo, chính là cả điều người nói thì phải làm. Người kêu gọi mọi cán bộ, mọi đảng viên dưới quyền phải kiên trì cách mạng, phải vượt qua gian khổ, phải dĩ công vi thượng, tức là lấy việc công làm đầu. Tất cả những điều người nói, người yêu cầu mọi cán bộ đảng viên thì người là chấp hành gương mẫu đầu tiên. Bác sống trong hang Cốc Bó khoảng hơn một tháng. Sau đó, để đảm bảo bí mật nên các đồng chí cùng người dân Bác Bó đã dựng cho Bác một chiếc lán cách hang Cốc Bó khoảng 1 km bên dòng Khuổi Nọng. Và đến cuối tháng 3 năm 1941, người chuyển sang ở và làm việc tại nơi này. Ô, bác Hìn, anh giới thiệu cho em đây là một nhân vật rất đặc biệt. Dạ. Hôm nay rất may mình gặp được bà. À vâng ạ. Bà chào bà. Quả là chúng tôi đã may mắn khi tình cờ gặp được cụ bà Hoàng Thị Khìn. Dù đã ở tuổi ngoài 90, nhưng cụ vẫn còn rất minh mẫn. Cụ vui vẻ dẫn đường đưa chúng tôi tới nơi ngày xưa cụ đã từng nấu cơm, phục vụ Bác Hồ trong thời gian gần một năm, lán Khuổi Nọng. Trên con đường này, từ tháng 3 năm 1941 đến tháng 3 năm 1942, ngày nào bà Khìn và dân bản Bác Bó cũng đi qua về lại để phục vụ giúp đỡ Bác Hồ. Kia đã là lán Khuổi Nọng. Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra nhiều chủ trương và quyết định quan trọng chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941, người đã chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Hội nghị đã hoàn chỉnh đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng và bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng bí thư Đảng. Hội nghị đã thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, sáng lập ra báo Việt Nam Độc lập. Như hội nghị lần thứ 8, qua các văn kiện,
Hồ Chí Minh chỉ đạo trực tiếp và hội nghị nhất trí nói đến dân tộc, nói đến độc lập tự do, mỗi dân tộc có quyền chọn con đường độc lập tự do, và khi dân tộc chọn thì họ kiên quyết đấu tranh. Và Việt Nam chúng ta nói đến dân độc lập tự do, và ta độc lập tự do đó bằng thành lập một cái chế độ dân chủ cộng hòa. Thì chế độ dân chủ cộng hòa đó là một nhà nước chung của toàn dân tộc, không chỉ là một giai cấp đảng phản nào. Và vì vậy trên cơ sở đó thì trong hội nghị lần thứ 8 đã thay đổi chiến lược đó, nhấn mạnh đến vấn đề lúc này là giải phóng dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc. Chúng ta vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ, nhưng trước hết là phải tập trung sức mạnh toàn dân tộc cho sự nghiệp giải phóng đất nước, còn tạm thời gác nhiệm vụ cách mạng dụng đất. Và chính cái điều chuyển hướng chiến lược này đã tạo ra một bước ngoặt trong việc tổng hợp lực lượng, cụ thể nhất là thông qua cái mặt trận Việt Minh. Ngày ấy được ở gần Bác Hồ, được chứng kiến những việc làm của Bác, nên những ký ức về người vẫn hằn sâu trong trí nhớ của cụ bà Hoàng Thị Khin. Sự sư khoát, cái chi ở trên nóng tay bên nóng nó đó, cái mặc cái áo đâu nè, nhưng mà thăm bây chén, tức là bình chủ rằng ông ké du trang bàn ấy, lòng cái bàn một kinh chế trang bàn. Mày hỏi tao còn tăng phân cần cán bộ nào. Phải đú bà đầy sập vào hồ đấy. Mà là Bác Hồ đây ở bên đấy là sinh là bảo vệ Bác. Rồi ông là kiếm sinh liệu. Sinh là sinh chủ. Sinh chủ đoàn kết. Lệ sự đánh đây Tây ra Nhật. Và hát theo cái bài Lê Quảng Ba tạc tầm đấy. Bà thử là hát theo không ạ? Là nắp bài này lại. Bà thử vẫn rồi. Bác sáp đưa vần cuốn của bác sắm mùa mà đi ăn. Tức là bà vừa rồi bà cũng có dịp vào thăm mộ của đại tướng trong Quảng Bình rồi. Cuộc bay không tăng thì vì rất là tay bạn mà cướp được thuyền chẳng xài chắc được hay miền do cái dân tham tiêu. Hát bận lưu châu đây nước hay trực thái thương nhật tay rửa nơi mối cần sẵn am. Giờ lán khuẩy nằm, chúng tôi tiếp tục ngược suối Lenin lên phía thượng nguồn để tới nơi ngày xưa Bác Hồ thường làm việc. Giữa dòng suối mát lành này, hơn 70 năm về trước, chiếc bàn đá trông tranh là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dành tâm sức để khởi thảo những vấn đề chính trị quan trọng của đất nước thời bấy giờ. Một không gian tĩnh mịch, hòa quyện với thiên nhiên nên thơ, chỉ có tiếng chim rừng, tiếng suối chảy róc rách. Dường như ở đâu cũng vậy, vốn là người có tâm hồn của một kỵ sĩ, Bác thường chọn cho mình không gian làm việc vắng vẻ nhưng gần gũi với thiên nhiên. Thiên nhiên, cỏ cây hoa lá là bạn của người. Cũng có lẽ bởi thế mà Bác Hồ mới vượt qua được những thời điểm tưởng chừng khó khăn nhất của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc với một tư tưởng lớn lao. Tinh thần của Hồ, ý chí độc lập tự do và đặc biệt với tài hoa, nhận thức sâu sắc của mình về lý luận giải phóng dân tộc và hình thành được một hệ thống lý luận và biến thành đường lối chiến lược giải phóng dân tộc, thực hiện cái mục tiêu độc lập tự do và phát triển đất nước theo cái đường. Cho nên cái tư tưởng giải phóng dân tộc vì độc lập tự do là một cái tư tưởng cốt lõi của Hồ Chí Minh. Men theo con đường đá rêu phong dọc dòng suối Lenin, trên đường là các chứng tích ghi lại sự hiện diện của Bác ngày ấy. Đây là vườn trúc Bác đã trồng, kia là nơi Bác thường ngồi câu cá, nọ là chiếc bàn đá Bác ngồi làm việc. Tất cả không gian ấy khiến chúng tôi cảm thấy người vẫn đang ở quanh đây. Cuộc sống đơn sơ, đạm bạc, với những khó khăn tưởng chừng khó có thể vượt qua. Thế nhưng, bằng hoài bão cứu nước, cứu dân, người đã chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh.
Tại đầu nguồn dòng khuổi nặm này, vào tháng 2 năm 1941, người đã sáng tác bài thơ Tức Cảnh Bác Bó như một lời tự bạch về một giai đoạn lịch sử gian khó và ý chí tinh thần lạc quan cách mạng cao cả của người. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông chênh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang.